Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Xin chào tất cả các bạn, mình là Đức. Đây là clip thứ 13 trong loạt clip hướng dẫn luyện tập côn nhị khúc từ cơ bản đến nâng cao do mình và bạn Minh Đức trực tiếp hướng dẫn. Ở clip thứ 13 này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đứng trong luyện tập côn nhị khúc, tấn tự nhiên, tấn chiến đấu và di chuyển lên xuống trái phải. Trước tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn đứng tấn tự nhiên. Hiện tại chúng ta sẽ tạm không quan tâm đến tay mà chúng ta chỉ quan tâm đến phần chân này thôi. Bởi vì trong luyện tập cũng như chiến đấu thì quan trọng nhất là cái chân chứ không phải là cái tay của các bạn. Cái tay các bạn tập nhuần nhuyễn nhưng cái chân mà di chuyển không tốt thì cũng không có tác dụng gì trong chiến đấu hoặc biểu diễn, nó không được đẹp nhé. Trước tiên chúng ta đứng hai chân rộng bằng vai như thế này đó. Sau đó chúng ta kéo chân xuống, kéo chân phải xuống này. Đây, kéo chân phải xuống bằng vai và đứng như thế này. Đây là cách đứng của chúng ta trong luyện tập và trong chiến đấu thì cũng sẽ có cái cách đứng thủ như thế này, rất là đơn giản. Đây, trong luyện tập chúng ta đứng như thế này để luyện tập nhé. Đó, đây là cách đứng mà các bạn cần chú ý này. Đây, hai chân đứng rộng bằng vai. Bởi vì mình có để ý thấy là có rất nhiều bạn luyện tập côn nhưng mà chân không biết đứng như thế nào cho đúng cả. Và đánh những cái đòn mà chân nó không phù hợp với cái đòn đó thì nó bị loạn quạng, không được chắc chắn. Nên là đây là mình hướng dẫn các bạn đứng nhé. Này, ốc. Đó, rút chân thẳng xuống thế này thôi. Đấy, rất đơn giản như vậy thôi. Và chúng ta tập luyện như vậy. Những đòn đánh cơ bản hoặc những đòn vụt thì chúng ta đứng chân như thế này nhé. Đó, lên. Bởi vì các bạn cứ hiểu nôm na như thế này, mình hướng dẫn những clip dạy côn này, mình không hướng dẫn là đây là môn võ gì hay là đây là võ thuật, mình không nói như vậy. Bởi vì là khi các bạn đứng như thế này, đó là tấn tự nhiên, không liên quan gì đến võ thuật cả. Tất cả những bạn chưa học võ cũng có thể tập theo được. Đấy, đây, chuẩn bị này. Ốc, kéo chân xuống. Đấy, đứng rất bình thường như thế này, không cần biết đây là võ gì nhá. Tiếp theo này, tấn chiến đấu này thì sẽ có hai cách đứng làm sao cho phù hợp nhất trong từng tình huống. Nhưng khi luyện tập chúng ta nên đứng như thế này này. Khi mà chiến đấu này, chúng ta đứng rộng ra một chút nữa, kéo chân ra sau một chút nữa. Đó, nãy chúng ta đứng rộng bằng vai đúng không nào? Chúng ta lấy một nửa vai nữa ra đây, độ rộng nửa vai, sau đó chúng ta trùng xuống thế này. Đó, mình sẽ lấy lại góc nha. Ok, rồi đứng lên đây. Giờ xoay ngang sang này. Đây, bạn Đức cũng xoay ngang sang để cho các bạn khác xem nhé. Đây này. Up, lui xuống một bằng vai này. Đấy. Sau đó khi chúng ta tập tấn chiến đấu này, chúng ta xuống một chút nữa. Đây, xuống rộng một chút nữa, nửa vai nữa, sau đó chúng ta trùng chân xuống. Đây, trùng chân xuống như thế này. Đó. Các bạn đừng quan trọng hóa là đây là môn võ gì hay là thế tấn trong võ gì nhé. Và đây là tấn trong chiến đấu, di chuyển nó thuận tiện, chỉ đơn giản là vậy thôi. Các bạn chỉ cần hiểu là như vậy nhé. Đó, rồi về. Rồi, xoay ngang ngang bình thường. Đó, đấy là cái tấn tự nhiên và tấn chiến đấu sẽ sử dụng nhiều trong luyện tập. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách di chuyển như sau. Đây, đứng xuống tận dưới này để cho dễ này. Đấy. Đây, bây giờ thì ok, giờ này chúng ta sẽ rút chân này về để di chuyển cho thuận tiện nhé. Thì đây, các bạn chỉ cách nhau tầm khoảng một cái bàn chân hoặc một nắm đấm thôi. Đây, ví dụ như thế này, các bạn để song song như thế này, hai chân cách khoảng một nắm đấm, sau đó các bạn kéo xuống thế này và trùng chân xuống. Đấy, các bạn không nên để thẳng quá như thế này, vì thẳng quá như thế này nó sẽ dễ bị ngả nghiêng và nó không được vững chân. Thì các bạn bước tiến lên một bước, một chút xíu như thế này. Đó, và khi tiến hay tiến dọc, tiến bây giờ mình sẽ hướng dẫn là tiến và lùi, thì các bạn chú ý nhé. Thật chú ý vào, sẽ như sau này, các bước như sau này. Mình trùng chân xuống này, trùng mà không phải thẳng lưng nhé, không bị cong ra như này mà cũng chẳng bị ưỡn như này nhé. Đây, mình chỉ cần thả tự nhiên xuống thế này và chân trùng thế này thôi. Đó, và người hướng ra đằng trước như thế này. Để mà tiến lên thì các bạn chú ý này, các bước đi sau mình sẽ dồn dần lực ra chân sau, sau đó chân này nó sẽ nhẹ hơn, mình sẽ nhấc chân này lên, bước lên một chút xíu
sau đó chân sau rê theo, đồng thời rê theo đúng cái khoảng cách như vừa nãy mình đứng ấy. Nào, lại nhé. Đây này, chuẩn bị này, nhún xuống này, sau đó chúng ta nhún xuống thì chúng ta mới có độ bật lên nhé. Up. Đó, đấy là cách di chuyển. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn di chuyển về mà. Khi di chuyển về thì là chân sau lại rút xuống trước và chân trước đi theo sau này. Up. Đó. Đây, bây giờ bắt đầu như này, bạn Đức quay về đây. Đúng rồi, không quay về đây, đúng không? Đây, mình với bạn Đức sẽ quay hướng vào nhau nhé. Đấy, để đối nghịch để các bạn có thể dễ hiểu nhé. Đây này, đang đứng thẳng này, đứng dạng chân rộng ra như này này. Sau đó chúng ta trùng xuống này. Đó, trùng xuống, người xoay lên. Đúng rồi, đấy như thế. Bây giờ bắt đầu up một cái này. Thì chân này sẽ nhấc lên một khoảng cách và chân sau sẽ bị kéo theo. Giống như chúng ta như này này. Đấy, giống như kiểu chúng ta nhảy một bước như thế, cái khung chân nó vẫn vậy ấy. Đấy. Đó. Đấy, tương tự như vậy nhá, cái khung chân của chúng ta nên như vậy nhá, chứ còn không nên là lên như này. Đấy, bị như này. Đây, không nên lên như này, chân nó lại vào gần quá như này nhá. Này, khi mình lên thì chân nó vẫn phải giữ cái khoảng cách đấy và mình đứng nó sao chắc chân mà. Chắc chân. Và mình có độ trùng của chân nhá. Chuẩn bị này. Up. Đó, mình và bạn Đức đều di chuyển vào một cái khoảng cách như này và chân vẫn giữ nguyên như vậy. Tiếp tục nuôi về này. Up. Đó, các bạn hiểu chưa? Lên xuống là theo đường thẳng. Và khi mà lên thì chân trước bước lên và chân sau dê theo. Khi lùi thì chân trong, chân sau bước về và chân trước dê theo. Đã chuẩn bị này. Up. Đó, up. Đó, đấy là cách di chuyển dọc. Còn di chuyển sang ngang này sẽ như sau này. Đây, các bạn vẫn đứng như thế nhé. Bây giờ bạn Đức đứng gần đây một chút để hai anh em cùng thì sẽ di chuyển sang ngang sang bên trái nhé. Đây, bạn Đức đứng lên đây. Đấy, nhìn trong màn hình kìa, sẽ thấy là có đất kia. Đây, mình đứng như này nhé các bạn nhé. Khi di chuyển sang trái, đối với cách đứng chân trái trước như này thì chúng ta sẽ dê như này. Chúng ta nhấc chân trái sang bên này, sau đó chân phải dê theo một khoảng cách y như vậy. Tiếp tục bước sang trái, tiếp tục chân phải sang đó, sau đó di chuyển sang phải này, di chuyển sang phải này, cũng bước này, bước lên, bước lên. Đó, tức là mình vẫn giữ cái khung này nhưng mà chúng ta sẽ di chuyển sang trái sang phải, hiểu chưa? Đấy, bây giờ nhá, sang trái này, up. Đó, sang phải này, up. Sang trái, up. Sang phải, up. Đó, các bạn hiểu nguyên lý chưa? Mình sang bên nào thì cái chân nó sẽ nhấc sang bên đó trước, sau đó là cái chân sau nó sẽ dích theo. Tiếp theo này, sẽ có đây, như thế này. Đây, bạn Đức thủ này, chân phải trước này. Đấy, nếu như các bạn thuận tay phải và chiến đấu thì bạn để tay trước cầm côn ấy, thì các bạn chiến đấu như này. Tiếp theo là cách di chuyển sang trái bằng chân sau. Nãy mình di chuyển sang trái bằng chân trước, giờ mình sẽ di chuyển chân trái bằng sang trái bằng chân sau này. Bạn Đức đứng luôn sang đây để có đất di chuyển này. Bây giờ nhé, mình sẽ bước chân này sang, sau đó chân này bước lên. Đó, như sau này. Up. Đó, bây giờ về này. Up. Đó, up. Up. Tức là sang trái thì chân trái đi trước và chân phải đi theo sau. Đấy là cách di chuyển nhé. Bây giờ mình sẽ phân tích qua về cái cách di chuyển này nó có tác dụng như thế nào trong luyện tập và chiến đấu. Sẽ như sau này. Đây nhé, ví dụ như là đối thủ đang cầm một thanh đao. Đây, chồng Đức sẽ đứng sang bên này sẽ dọn thanh đao hơn này. Đó. Và các bạn chú ý này, khi mà đối thủ cầm đao kiếm để tấn công chúng ta, nếu như mà các bạn có khoảng cách các bạn chạy được là tốt nhất. Còn bần cùng lắm không chạy được thì các bạn phải biết cách chống trả. Nếu không có khoảng cách để cho đối thủ giữ khoảng cách có lợi cho người ta ấy, thì mình sẽ bị chém. Đây, nguyên như thế này là chém này, cũng đến nơi rồi này. Đấy, chém thế này là mình cũng đến nơi rồi. Thế bạn Đức đứng luôn một chút thì chúng ta sẽ hãy ví dụ như đây là một khoảng cách là bất lợi cho đối thủ và cũng tương đối là có lợi cho ta, khi mà đối thủ chém không đến mà ta chạy cũng được mà tấn công cũng được. Đó, thực ra thì với khoảng cách này thì
Nếu như mà gặp đau kiếm thật thì mình cũng chọn chạy thôi. Bởi vì là nếu chạy được là tốt nhất, còn không chạy được thì chúng ta mới cần phải khống chế và tấn công. Lúc đấy quan trọng là cái chân của chúng ta sẽ xử lý như thế nào khi gặp đao kiếm tấn công. Ví dụ bạn Đức lao lên chém đấy, thì nếu như mà mình không chạy ấy, thì đúng tầm này là mình đi này, hoặc bổ trên đầu là vỡ đầu này đấy, thì quan trọng là như thế đấy. Thì bây giờ mình sẽ di chuyển chân để tránh được cái đòn đao kiếm của bạn Đức này. Một là mình sẽ tiến dọc để áp sát vào đối thủ này, quý vị này. Khi áp sát vào thì thậm chí mình chưa cần đưa tay lên để đỡ thì là cái kiếm, cái đao nó đã ra đằng sau này rồi. Nhưng tại sao mình lại phải đỡ lên thế này? Nhất đỡ lên thế này để đao kiếm nó trượt xuống, trượt ra khỏi người chúng ta, và những cái đốc kiếm này, cái đốc kiếm hoặc là cánh tay của người ta đỡ đánh vào cổ mình đỡ bị chấn thương. Tiếp theo thì cái tay này làm gì thì là tùy chúng ta, thậm chí ôm hôn cũng được. Đấy, ví dụ vậy. Đấy, đấy là tiến dọc lên để áp sát vào phía trong của người đối thủ, là cái chân nó làm được như thế nhá. Chúng ta chuẩn bị này, súng tấn thấp xuống, phải thấp xuống thì chúng ta mới có đà để bật đi nhá. Đứng thẳng như này là chết chân, cái khớp này là chết, là mình không bật đi được này. Chuẩn bị này, ốc đấy, lên được đến tận nơi, các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ làm đúng kỹ thuật nhá. Các bạn Đức đứng im này, mình sẽ lên và cho các bạn xem là mình lên, di chuyển lên nó sẽ như là ốc lên này, lên và tay mình đẩy thẳng lên như này đấy, đẩy chéo tay, đẩy chéo như này lên, đẩy chéo lên. Còn tay này làm gì là tùy các bạn nhé, tay này đẩy chéo lên như này đó, vi up đấy, đẩy chéo lên, sau đó cái tay này trượt xuống thì chúng ta đánh như nào là tùy chúng ta. Đấy là mình đang hướng dẫn cái chân thôi, còn cái tay sau này mình hướng dẫn sau là dùng côn sẽ chiến đấu như nào như thế. Đơn giản lắm, khi chúng ta đã di chuyển lên như thế rồi, chúng ta tập thành thạo tay cầm côn rồi thì làm cái gì cũng được. Tiếp theo này, bạn Đức vẫn chém một đường chéo như thế này, tức là đã lao lên là chém chéo đấy, chém chéo như này, thì chúng ta di chuyển như thế nào? Đấy, trong trường hợp này chúng ta sẽ di chuyển chéo sang bên trái như nãy mình hướng dẫn đấy, di chuyển ngang nhá. Đó, bây giờ nhá, chuẩn bị nhá, mình sẽ miêu tả cho các bạn xem này. Bây này, up. Đó, khi mình sang ngang như thế này thì để chúng ta tránh được cái đường chéo của cái đao kia lại nhá. Nếu như mà mình không di chuyển ấy, bạn Đức lên chém này đấy, thì là sẽ xuống như này, đấy, xuống như này. Nhưng mình kịp thời mình di chuyển sang đây thì cái đường chém nó ở ngoài này, và lúc đấy chúng ta có thể đánh như thế nào là tùy chúng ta, ở phía bên này hoặc là rút chân lên thang như thế này, đó, tùy nhá. Đó, chúng ta phải, quan trọng là cái chân của chúng ta ấy, phải kịp thời. Các bạn đừng nghĩ là những cái này là thừa hoặc nó không thực tế, bởi vì là khi chúng ta tập nhiều nó thành cái phản xạ ấy, thì nó sẽ tốt cho chúng ta và nó sẽ cứu được chúng ta vào những cái lúc nguy cấp đó, vì không ai biết được là những cái nguy hiểm sẽ ập đến đối với ta bất kỳ lúc nào, nên là chúng ta cần phải tập luyện làm sao biến những cái bài tập này nó thành phản xạ. Và bây giờ các bạn chú ý đến cái chân của mình đã nhá, mình đang hướng dẫn chân di chuyển nhá, chú ý đấy, khi nào anh ngộ lên nào, đấy, đấy lên như này nhá, đấy lao như này lại, đấy ha, đấy bây giờ sang cái này hướng dẫn cho các bạn đây, đấy nhá, đứng lui ra, ok, đấy giờ lao lên, đấy đứng lui, đấy chúng ta dích sang cái này là tránh được đường đao, đó, những cái đấy là cái di chuyển là tiến lùi và ngang dọc, đấy nó là như vậy. Thì các bạn cố gắng luyện tập cái chân sao thật tốt như mình vừa hướng dẫn, nó sẽ có ích cho việc tập côn chiến đấu sau này, hoặc trong biểu diễn cũng cần rất là nhiều đến cái chân của chúng ta để di chuyển cho đẹp. Cảm ơn các bạn đã xem clip, chúc các bạn thành công.